công tác ở đâu? Không có. Không có, khổ quá. Em đấy xếp cái dây buộc tóc đây, xếp buộc tóc lên nhìn cho nó gọn gàng. Này chui vào đấy. Này cộng đầu này. Không có. Không có. Đây này, chút chút. Đi đi, I love you chút chút còn gì. Ở đây xem nào, sao cái mặt này. Ở đây xem nào, sao cái mặt này. Thế nào thế kia. Sao đấy? Không có. Ai? Nhẹ tay thôi. Viên. Vi. Mọi người nói Vi hai chồng. Đúng à? Một Korea. Thế sao Vi nói hai chồng Vi đai? Thế sao Vi nói hai chồng Vi đai? Ba. Ba chồng à? Ba chồng lại chồng. Hai chồng đai. Hai chồng đai. Ba chồng không đai. Không. Thật. Đâu, vào đây nói đây hả? Mấy chồng, nói đây mấy chồng. Mấy chồng. Hả? À? Không, không, không. Không phải đau bình tay. Nào, gặp mẹ. Mấy chồng. Ôi ôi chưa. Ôi 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 ôi. Mấy chồng. Mấy chồng. Một à? Một thì phải nói một đi. Một đi. Thế này không dám nói. Hai chồng nhá. Đúng. Đúng á. Không. Đấy à. Nghe cái mụn này mọc giữa má ấy chứ. Này này, mọc cái mụn giữa má ấy. Này. Núp. Tại sao? Nhớ. Nhớ ai? Nhớ boy Korea. Hả? À? Ok. Hết nịu rồi. Hết rồi. Này, cho vào cái kia. Cho vào cái kia. Bay up. Bay up đi rồi. Không. Good. Không. Hả? Nè. Tại sao? Ôi giời. Ôi giời ngáp. Ôi giời ơi. Hết rồi. Không ăn nhiều đau bụng mà phổ một phát chứ. Ồ. Đấy, mệt mỏi lắm. Nhiều khi em cảm giác cuộc đời nó mệt mỏi mà nó yếu đuối hẳn đi. Đau hết cả cái thằng đầu. Buồn làm chi em ơi. Lá xanh giờ cũng phai màu. Lỡ duyên mình bé lâu. Trăng trên mái đầu. Trăng đã úa màu.